Dân đang đặt call app nhưng hơi bảo hiểm nào ấy. Phần tay dân đang đang bị đau, đang gặp bảo bảo lộ hôn xài đang cứu xa còn. Hơi chia bột tha lâm chia bột tha đại chia trang hoàng fresh new nâng. Còn đại chia đồng náng ấy, cái chênh màu thả này. Call app founder and CEO Lim chia bột tha told CNN the app has been downloaded. Rồi đọc rồi bọn mơn xài đọc pram mơn nè. Nó không phải là mà nó pram mơ đoán á, cái hầu 15,000 thêm and does not monitor, collect or store user data. Chưa biết đấy. À, cái lấy thật does not monitor or collect user data. Bạn này thật mình bỏ mô tên ở đây rồi bỏ nẹ pra pra. Mình cổ cổ mình lùi nhá. Mình lùi tên ở đây rồi bỏ nẹ pra pra. Or store it use end to end encryption to ensure data and call remain refused, he said. And then got ye ta means what the peer pra pra. Ban nay ta net that pra call up nung ku mean the what the peer pra pra cron the chain mop but decide. At mean a natural pacante, but I got chain mop prap seed and prap claim the call app nung ban download chum noon the pramern net pra pra high the pramern down high cop on tie call app ku. Miễn sự vật tập hiếp pra pra to tuần kia mình call app mình lùi delta mình lùi tên ở đây nè pra pra anh sư hỏi chứ anh chưa đấy xong bây giờ lấy thu được sắp mình miễn sự vật tập hiếp không lấy thu được sắp rồi bỏ ai cho đám xâm cầm sạc hà con dì cho mùi xây mông nữa để dân tài vô mà lấy sợi pra ban kì lùi thọt vô mà chắc sai tính fresh nhiều hai lâu cầm sạc hà nó tiết. Mình prom đặt bịa bật đằng. Bà sân chỉ cót. Cất. Bên nâng có cót đặt bịa bật đằng bà chẳng. Chỉ mùi nâng ca vô vô rương. Tôi luôn vô rương ảnh chọn kế. Mọc chọc sai. Bật đằng tiếng fresh new. Bật đằng tiếng crom hôn tôi đủ sạp. Có bần tay hai thấy bàn cót mình bật đằng. Giang nà cái dương trai bật đằng nên là bè lên. Tôi bây dương đằng thao tà la ca. Mình cắt sẽ cây ai cót chứ nè. Tiêm tiêm xâm nón bị fresh new. Tiêm tiêm xâm nón bị đi. Mình bán cái đó, có dân phải đặt bịa bình năng làm bây ơn trả chết kì mơ cơ dân sau sau đài. Trong khói mơ tiết. Trong khói mơ tiết. Nè. Xâm lên, mình trai thông thông rồi bỏ cái đạp bạc bạc chẳng. Trai bán kế, lùi vô máu. Bạn có cái này không fresh new. Xua ta fresh new mình bị chia chì vẹt chì nè xa bộ rồi mình. Trong trời đấy. Đại vô xâm lên bài thli kê, đại đi dây tam lên chung sạp màu. Đối chứ này hai tao miên sổ vắt ở phía trọng nát. Chúng buộc cao bảo khổ lạp. To thật tiết. Only you and the person you are communicating with can read or listen to the message and call. Nobody in between, he said. Bà này có đi dây tha. Miên tại nẹ pra pra bì nẹ tròn xoay khả nế tế để đăng rừng khả nế. Miên nẹ tí bay nè khả nông đăng tế. Còn chạy một bạn để xa hết đòi khuyến ca cho bà cảnh. Đối chứ này, vì bạn chị ơi khởi anh thá, có chia bà rốt cầm của chị, không miễn tùm nốc chặt nơi khăn nông ca, rốt nơi khăn nông rô bọp, để lại chàng hôn xài nâng tế. À, nâng cái xa đây rồi khởi nhá. Xôm bây giờ ca này dì chạy mà cho rương còn lo mau, nâng ta rương rương lê tu được sắp khổng hôn đây. Lột ly chăn thà rê bốt cả trai bay thê liê. À rương ai cái chôn kê sao nè nà mình khôi mình khẩn. Bởi này dì rương khôi khẩn cả nạ bạc bà chế chôn này cũng buôn khôi chừng kê. Sớm bay tại lô khôn sáng luôn này. Nó. Sớm bay tại lô khôn sáng luôn này có lô khôi chừng kê đây. Hết ấy có mình miên đồng nọ sài. Hết ấy có mình miên cá sài chiếu sơ bằng kết. Ai cái đám cơm sẽ khả. Vô xùm lên gót để dì mùi xây bông mà chắp sai bát nà bát này. Hơi à vây để dân chung ngó ai cái đám cơm sẽ khả. Còn mình phát đằng xu ta hết ấy mình phát đằng. Tí mùi phát đăng cơm hôn tụ đồ sạp. Tí bí phát đăng fresh new. Phát đăng tia xùm non chất. Phát đăng rô. Nên nó bị cơ hội khả năng. Có bốn tay hai đây là đám cơm sạch khả mình phát đăng. Mình chưa tốt chất lơ bỏ bọn tà la ca này rồi bỏ bỏ khôn sàn. Lột chăn, ly chăn tà ra vụt. À kia lì khá cả nạp bạp lên tiền. Trắc bay thi xùm lên. Bố vi vô tập chọc sai bình nà bình này. Hết ấy còn phát đăng. Bố dương bồn miên chùm lưa lơ bỏ bọn tà la ca này rồi bỏ bỏ khôn sàn. Trong này anh đã thả, bố rốt cầm bởi chìa nà, rõ ngay đi nà, ốc nhà, mê tọp, mê bởi lý nên nè, hôn sáng cực rộng thẳng ốc,
មិនមែនគ្រប់គ្រងក្នុងឋានានុក្រមជាតិទេគឺគ្រប់គ្រងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបៀបមេបងរបៀបបងធំគ្រប់គ្រងពួកកូនចៅកូនចៅណាក្បត់កូនចៅណាចោចោលគ្នាយើងគិតមើលអាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលជាអតីតគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រគាត់និយាយរឿងស្ដាច់សោះរឿងនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនអាចយកអាគ្រឿងគេនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសំដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សតែ2នាក់ព្រឹទ្ធាចារ្យឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ហើយរួចទៅយកអាសំឡេងគាត់ចោចោលគ្នា2នាក់រឿងឯកជនភាពគេសោះមកផ្សាយរួចចោតប្រកាន់គាត់ថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលគាត់ហៅស្ដាច់រាល់ថ្ងៃដូចមន់ញីអីគេមន់ជាប់ជើងអត់ទេអត់ចោតត្រូវទេរឿងតើខ្លួនដូចអាត្មាអាត្មាធ្លាប់និយាយរឿងស្ដាច់មិនល្អរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងឆាតជាមួយគ្នាអាត្មានេះក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនផ្សាយជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកសំឡេងនោះទៅដល់ចោតប្រកាន់ថាយើងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនចង់បង្ខំគេត្រូវតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងបើសិនជាចោតពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលនិយាយរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រចោតថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររឿងគេនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមថៃដែលជេរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងអស់ហើយមិនឲ្យបន្ទលាការឯងដល់ចាប់គេទាំងអស់មកថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្សត្រហែងមិនមានឥទ្ធិពលណាគ្រប់បន្តប់រឿងឯកជនភាពគេមិនពេញចិត្តគេនិយាយគ្នាប្រកែបានដូច្នេះរឿងខូលអាប់វាមិនមែនរបស់អាលោកមួយដែលតកែប្រញូទេរឿងខូលអាប់គឺរឿងពិតរបស់លោកហ៊ុនសែន 100% បើមិនជារបស់លោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនមិនប្រឹងឃោសនាឲ្យមិនបង្ខំដាក់កំណត់ឲ្យពលរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាត download យកទៅប្រើទេហើយពួកដែលអ្នក download ទៅប្រើពួកអ្នកចេញមកច្រៀងចម្រៀងខូលអាប់របស់ខ្មែរផ្សកំត្រូលរបស់អេតខ្មែរច្រើនណាស់ហេតុអីក៏បើបង្កើតមិនមានទៅមុខរួចអេតតំណាក់តំណងគ្នាច្រើនណាស់អ្នកបង្កើតអេបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហេតុអីក៏ទៅមិនរួចដោយសារហ៊ុនសែនមិនគ្រប់គ្រងអានេះរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែនដូច្នេះបែរមកវិញយើងសរុបសេចក្តីថាសូមឲ្យបងប្អូនកុំប្រើល្អជាងអើបើគេមកខំឲ្យដោនឡូតតំណាក់តំណងធ្វើការតំណាក់តំណងដោយយើងតំណាក់តំណងទូរស័ព្ទធម្មតាបានហើយណាប្រើទៅមកទឹកអីប្រើខ្នតិចទៅប្រើយូរយូរភ្លេចហើយគ្មានអ្នកណាមកបង្ខំយើងឲ្យយើងត្រូវតែប្រើឲ្យលុបឆាតឲ្យលុបTelegram ឲ្យលុប WhatsApp រួចឲ្យត្រូវតែប្រើ call up នឹងទេអត់ទេដំណើរហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះកំពុងឈានទៅរកបិទ app 33ដូចជា app chat ឬមួយដំណើរបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនអាចបង្កើតប្របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយទៀតនៅពេលនឹងអាចបិទ Facebook នៅកម្ពុជាដំណើរនេះឈានទៅរកនឹងដំណើរនេះហ៊ុនសែនទាញទៅរកដើម្បីឲ្យប្រជាជនបើសិនជាបិទ Facebook នៅពេលហ្នឹងបិទបណ្ដាញសង្គមអន្តរជាតិធំៗនៅពេលហ្នឹងវាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តដូច្នេះហ៊ុនសែនដំបូងបង្កើតឆាតបង្កើតខូល app ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាទី2ហ៊ុនសែននឹងឈានទៅរកការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់សង្គមឯករាជ្យមួយរបស់ខ្មែរឲ្យចឹងបង្កើតឲ្យទៅហ៊ុនសែននឹងគ្រប់គ្រងរួចបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះរួចបិទ app ផ្សេងនេះជាគំនិតរបស់